Hello, chào các bạn. Đây diễn đàn motosaigon.vn. Đây trước mắt anh em đây là dàn xe của các anh chị em biker đến tham dự cái chương trình workshop do câu lạc bộ Suzuki miền Nam tổ chức là SSC Southern Suzuki Club. Đây dàn xe của các anh bên T-Full đây. T-Full hôm nay diễn ra tại cà phê với lại quán ăn quán nhậu ốc 299 số 2 bit Nguyễn Thị Minh Khai nè, đối diện sở thú với lại Rubik Zoo. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn ngắm qua dàn xe của các anh chị em biker đến tham dự cái sự kiện hôm nay nha. Cái dàn BMW đây, mắt lé với lại đời mới đây. Đây mẫu BMW lên vô ốp tiên. Nghe thử đài ba nha. Rồi đến tham dự lễ hôm nay có cả hàng hiếm luôn nè, KTM RC8. Đây còn là cái gì đây? RC8. Quá không có gì chưa hả? Em biết như Việt Nam thì có hai chiếc rồi. Chiếc màu trắng với chiếc màu đen nữa. Đây cũng là BMW ha. Bên T-Full như BMW hơi bị nhiều luôn. Đây bên Nam Phong DB 1900. Rất là nhiều cá mập. Ở đây cái sự kiện chính diễn ra tại trong nguyên quán ốc 299 này rất là rộng. Thì sáng là cà phê, tối có quán nhậu với quán ốc rất là ngon, mấy nhiều món ốc rất là ngon, anh em ở đợi tới ủng hộ thưởng thức thử. Đây dàn xe của các bạn bên câu lạc bộ Suzuki miền Nam. Dàn xe màu xanh cực kỳ đẹp luôn, hầu như đã lên tem độ hết anh em biết. Quá đẹp. Đây là xe của nữ biker Thiên Thư nè bạn. Tiên Thư thì nãy giờ đang diễn ra cái chương trình hỏi đáp cho bên đại diện bên Express Center này cũng là nhà tài trợ nha bạn, rất là nhiều phần quà như là dầu nhớt đồ rất là hay. Chút nữa anh em sẽ đổ qua bên trung tâm Express Center để thay nhớt rồi vệ sinh sơn miễn phí đồ, rất là đáng giá luôn. Thì sắp tới sẽ có nhiều chương trình workshop như vậy nữa, các bạn nhớ đón xem cập nhật trên website motosaigon.vn nha. Mình sẽ, khi nào mà có workshop mình sẽ thông báo trên website như fanpage. Thì cái chương trình này welcome tất cả anh chị em biker luôn, không hạn chế xe hay là mà hội nhóm gì, anh em đi xe nào đến được. Quan trọng mình có đam mê chăm sóc về xe, tất cả về kỹ thuật về xe rất là hay, rất là đáng giá luôn. Isu rất là nhiều mẫu xe mới. Đây, Raider Sonic ha. Raider Sonic rồi, rất là hay. Thì so với cái workshop lần thứ nhất thì theo Moto Sài Gòn thấy cái workshop lần thứ hai này đông hơn gấp 2, gấp 3 lần nha các bạn. Các bạn thấy cái mức độ mà quan tâm chăm sóc xe của các anh em biker dành cho xế cưng của mình rất là nhiều luôn. Đấy, anh em đang chia sẻ và đặt câu hỏi cho bên đại diện Red Center về phụ da nhớt, tăng ốc tan, rồi thông số nhớt rồi. Rất là nhiều thông số hay. Bạn giờ cái nó còn hiện ra sao mà bạn ngồi ghế hay là cho tèm thì chủ đề của chủ đề của workshop lần này là bạn đã chăm sóc xe đúng cách chưa? Đó. Thì những cái workshop tiếp theo sẽ là rất là nhiều kiến thức bổ ích, anh em nhớ đón xem nha. Ok, giờ là tới phần cũng là hỏi đáp và quà tặng, bốc thăm quà tặng được. Đây dàn xe Suzuki Hayabusa này nè, GSX 1000R. Hayabusa quá dữ luôn. Đây đông đảo anh chị em. Còn các bạn đang chân mò
ngồi vô chỗ đẹp của mình đi nha, tại vì tí xíu nữa là quay lấy mặt người một rất là cần. Khi mà